Dao kéo một mặt là biện pháp giúp nâng tầm nhan sắc cho các mỹ nhân, nhưng mặt khác nó lại trở thành nguyên nhân khiến sắc đẹp mau chóng rời xa họ. Thực tế cho thấy không phải ai cũng may mắn giữ được nhan sắc khi đứng tuổi và phải nhờ đến sự can thiệp của giải phẫu thẩm mỹ. Có nhiều trường hợp mỹ nhân dù dao kéo nhưng vẫn sở hữu vẻ đẹp thách thức thời gian, nhưng cũng có không hiếm những người tuột dốc không phanh đến mức khó nhận ra. Trước khi phẫu thuật thẩm mỹ, Han Tae-yong đã sở hữu nhan sắc xinh đẹp động lòng người. Đường nét trên khuôn mặt của cô không có nhiều sự thay đổi sau khi quyết định trùng tu. Thậm chí cư dân mạng không chút nghi ngờ và cũng không thể biết nếu như Han Tae-yong không tự mình tiết lộ. Hiện tại dù đã vào tuổi 38 nhưng cô nàng vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp như thuở ban đầu. Từng là á hậu Hàn Quốc năm 1989, nên việc Go Hun-jun thừa nhận dao kéo khiến không ít người ngỡ ngàng. So sánh với những hình ảnh trong quá khứ, người ta thậm chí còn không thể tìm được điểm khác biệt trên gương mặt của cô. Nhan sắc hiện tại của Go Hun-jun khiến người khác khó mà tin được cô năm nay đã 47 tuổi, bởi mỹ nhân này trông không hề kém cạnh so với những đàn em tuổi 30. Không thể phủ nhận rằng trước khi dao kéo, Hu Hee-jin đã là một mỹ nhân. Cô gần như chỉ sửa một vài phần nhỏ trên gương mặt, cụ thể là cằm, nên gương mặt trông cũng không khác là bao. Hu Hee-jin thường xuyên được chú ý bởi nhan sắc lão hóa ngược của mình. Tuy nhiên, trong vòng một năm trở lại đây, khuôn mặt cô ít nhiều đã xuất hiện dấu hiệu lão hóa. Thế nhưng công bằng mà nói, việc sở hữu nhan sắc như thế ở tuổi 43 của Hu Hee-jin thật sự khiến nhiều người ganh tị. Một nữ ca sĩ xinh đẹp của làng giải trí xứ Hàn, Han Mi-ok lẽ ra đã có được một cuộc sống vô cùng êm đẹp nếu như không tự đày đọa bản thân bằng 20 lần nằm trên bàn phẫu thuật. Từ một mỹ nhân xinh đẹp có tiếng trở thành thảm họa thẩm mỹ khiến người thân trong gia đình kinh hãi. Năm 2004, khi xuất hiện trên truyền hình, nữ ca sĩ này đã khiến nhiều người phát khiếp về tình trạng hiện tại của cô. Đầu to gấp 3 lần bình thường, khuôn mặt biến dạng bởi silicone động thành từng khối lớn nhỏ sau lớp da. Tâm trí bất ổn và cô có dấu hiệu tâm thần phân liệt. Nếu ngày trước Tiết Chỉ Luân sở hữu nét đẹp sang trọng quý phái thì hiện tại gương mặt của nữ diễn viên bị nhiều người ví von với xà tinh. Trong một lần trả lời phỏng vấn, cô cho biết khuôn mặt trở nên như vậy là do biến chứng từ việc hóa trị nhằm chữa một căn bệnh nguy hiểm chứ không phải là do đụng chạm vào dao kéo. Tuy nhiên, những lời giải thích này dường như không có giá trị khi nhiều người vẫn đinh ninh rằng cô phẫu thuật thẩm mỹ bởi chiếc cằm và sống mũi nhô ra một cách bất thường. Liên tục níu kéo thanh xuân bằng thẩm mỹ để rồi giờ đây khi ở vào tuổi 60, Trịnh Du Linh đang phải đối mặt với những di chứng do việc lạm dụng phương thức làm đẹp nhân tạo này để lại. Nhan sắc từng một thời làm khuynh đảo làng giải trí Hồng Kông không còn nữa, mà thay vào đó là hình ảnh già nua biến dạng khiến không ít người ngỡ ngàng mỗi khi bà xuất hiện.